Su hát sao Su gì ngó lên trời vậy? Ngó trời. Ngó lên trời nó rụng cây rớt cái đầu hả? Không, không phải. Thế thì sao? Thế giới này là của anh và anh có quyền ăn bánh canh. Bật sáng tất cả đèn xanh, anh giật đèn đỏ là thế giới này là của chị và chị có quyền uống sáp xị. Mà thế giới này là của em và em có quyền ăn cà lem. Thế giới này là của anh và anh có quyền ăn bánh canh. Bật sáng tất cả đèn xanh, anh giật đèn đỏ là thế giới này là của chị và chị có quyền uống sáp xị. Mà thế giới này là của em và em có quyền ăn cà lem. Kênh YouTube quay tùm lum, nhớ like và đăng ký kênh nhé.